Hello Quyên. Dạ chị. Chưa nha em Thanh ơi, Kim Thanh ơi, chưa nha cưng. Đồ của cưng chưa có gửi nha. Bây giờ chị Thanh tranh thủ, chị Thanh ở đây có mấy cái áo này chị Thanh bán. Bự không chịu, nó sao bự quá. Về ở nhà để nó mặc vừa. Giao tiền hũ. Phạm Thúy, đơn của Phạm Thúy hình như đi rồi hay gì á. Điện gãy hay nữa. Đây, áo này làm sale cho mấy chị luôn. Đó, cái áo này sale cho mấy cục vàng 50 ngàn thôi. Quá trời đẹp luôn mấy chị ơi, giá là 100 ủa 200 mấy nè. Cái áo này là 60 65 kg nha. 60 65 kg thành xe cho mấy chị 30 nghìn. Chị lật. Đúng rồi, lật ngay trong cái tem ở phía sau cái áo á, ở cổ áo. Sao mà em mới bị ẹt cái nó lớn hơn. Chị lấy một ít á, L hoặc là một ít á, S là nhỏ rồi, S là nhỏ nhất, tới M, tới L, tới một ít. Em mơ đi. Rồi cái này thanh sale cho mấy chị nè, 49 ấy 50 ngàn lộn, 50 ngàn. Chị Hồ chưa like cho em chịu cái gì quần á hả, quần chục chục cái quần á hả, chị có lấy cho cưng rồi nha, quần lót nam á. Rồi cái áo này 50 ngàn đó chị, 50 ngàn nha, lên giùm Thanh luôn áo 50. Đây quá trời đẹp luôn, quá xịn luôn, áo này là hàng xịn nè, 75 kg vừa luôn nè. Đây cái này thanh sale luôn 50 ngàn. Mấy chị đi mua mấy cái này là một cái mấy trăm ngàn đó mấy chị. 70 kg mặc vừa, cái này mặc đi đám đi tiệc là ok luôn. Nha, thanh sale cho mấy chị luôn 50. Mấy chị lên giùm Thanh là áo này là áo áo nhũ đi. Lên giùm Thanh là cú pháp là nhũ nha, áo nhũ 50. Đúng đẹp luôn. 200 mấy một cái á, bây giờ thanh sale cho mấy chị luôn. Ủa hồi nãy chị vô là cái cổng nó mở phải không? Chị đi bên kia hả? Rồi cái áo nhũ nè, áo nhũ 50. Áo nhũ 50 ok chị. Áo này đẹp lắm luôn. Xịn nữa. Mặc đi đám đi tiệc á hả? Trời ơi. Ta nói sang cực kỳ luôn. Đây cái này là khoảng 60 kg thôi. 60 kg thôi đây nè, đẹp chưa? Rồi lên giùm Thanh luôn ha. 60 kg cái này mặc đúng sang luôn mấy chị. Đó, lên giùm Thanh luôn ha. Cái này giá là 250 nè. Giá bán là 250 nè. Đó, Thanh sale cho mấy chị 50 ngàn. Cái áo này là khoảng 60 65 kg vừa mấy chị. Nó có độ giãn nha.
Rồi mấy chị lên giùm Thanh là áo này là mã 250 đi, lên giùm Thanh luôn. Lên giùm Thanh là mã 250 50k đây mấy chị. Sale cho mấy chị 50.000 thôi. Đó, bán tặng cho mấy chị luôn. Đây cái này đúng đẹp luôn. Nè. Cái này là khoảng 70kg nè. Đó, quá đẹp luôn, chà neo mấy chị. Nó phun đá chà neo rất là sang luôn. 50.000. Ở chị nào lấy chốt hình Thanh luôn ha. Chà neo 50k. Đúng đúng xịn luôn. Rồi lên giùm Thanh là chà neo 50k nha. Mở chà neo 50k. Rồi thêm cái này nữa là hết, có 4 cái thôi. Sale có 4 cái thôi. Rồi cái này là 65 70 kg nè. Áo beo, lên giùm Thanh là mã beo nha. Rồi cái này là beo nha, 65kg, 65-70kg, mã beo 50.000. Lên hình thanh là mã beo. Ok chị Quỳnh Ban. Chà neo nè 50.000, tồi cái chà neo này nó sang nha. Sang phải nói luôn á, được cái áo nó sang, nó đẹp, dễ sợ luôn. Đây rồi cái này, áo này là áo thể thao nam nè, 60kg. Beo ok chị. Cái áo này mặc sang lắm chị. Mặc đưa đám đi tiệc là sang. Đi đám giỗ cúng cơm gì á, mặc nó rất là sang. Rồi cái áo thể thao nè, Thanh sale cho mấy chị luôn, 35.000 luôn. Áo này là 60kg đổ lại nha. 60kg đổ lại luôn nè, áo nam nha. Rồi lên giùm Thanh luôn, áo nam 35.000. Buồn đẩy nữa. Rồi lên giùm Thanh là nam 35, nam 35 mấy chị. Nha, áo nam 35 nè. Ô cái trắng này đẹp quá trời luôn nè chị, quất luôn cái này chị. Đây trắng nè, kêu chị trong đây. Làm chị vừa cũng quay lại. À 60 35 ok ly đổ nè. Rồi mấy cái áo thể thao này là hàng xịn sò luôn mấy chị. Hàng xịn sò luôn á. Hàng cao cấp luôn á nha. Rồi ok Quỳnh. Ê lộ ly đổ. Đây cái áo trắng này 60-65kg nè. Đó, đẹp quá trời luôn nè. Sang vô cùng luôn ha. Cái áo này nó màu trắng cho nên là trên cái điện thoại thấy nó không đẹp. Đó, mấy chị mặc lên nó rất là sang. 60-65kg nè. Chị nào mà cao là 70kg được luôn. Áo này là 70kg vừa luôn á. Nó co giãn nha, hàng xịn luôn. 50. Rồi lên giùm Thanh là trắng 50 nha mấy chị. Cái áo này là Thanh thấy để giá 250 nè. Thanh thấy giá bán là shop bán là 250 á. Ê đây còn một cái này nữa nè, 50.000 nè. Đó, cái này là thiêu đi, mã thiêu nha. Nè. Đó, mã thiêu nè, thiêu 50. 65kg luôn, 65-70kg luôn. Rồi lên giùm Thanh là mã thiêu nha. Đó, thiêu nè, 50.000 luôn. Cái này Thanh sale cho mấy chị 25.000. Thiêu 50 ok chị. Mua 4 cái của Thanh là bằng 1 cái của người ta đó mấy chị. 4 cái của Thanh là bằng 1 cái mua của chỗ người khác. Rồi lên giùm Thanh cái này 25.000 cho mấy chị luôn nè. Cái áo màu đen nè, 65kg, 65-70kg vừa luôn nè. Đó, sale cho mấy chị 25.000. Rồi lên giùm Thanh là áo thun màu đen 25k. Đen 25.000. Đi kìa, đội nón đi hết trơn rồi kìa. Đi rồi kìa. Rồi lên giùm Thanh là mã đen 25.000. Dạ kìa, uống
bà ngoại dắt đi công viên kìa. Tiền đâu rồi? Rồi đi kìa, dì hai dẫn đi kìa. Kìa bé dắt xe ra hả? Ừ. Kêu bé đợi nó với, kêu bé đợi nó. Rồi 35 ngàn. Trời ơi, mấy chị 35 ngàn. À, áo thun ok kim thanh. Sao nãy không lựa bác? Áo thun xanh, xí, lấy dùm nhỏ cái cây áo giống cái áo đó hay bên đây nè. Ờ giống cái đó vậy đó. Dưới đây nè, coi có cái nào giống cái đó. Ở đó 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 đó. Ừ đúng rồi. Bên đây. Rồi được rồi, được rồi. Nó đang bệnh nên nó nhõng nhẽo. Rồi cái này 55 kg nè Thanh, cái này lấy cái này đi Thanh. Nè, nhờ chị Thanh cho coi nè. Đó, hàng xịn chứ không phải hàng tào lao nữa, nhìn nè. Đó, nhìn cổ áo nè. À, có bầu nghe. Ừ chị lấy cho cưng cái có bầu á. Rồi cái này là 35 ngàn. Rồi ok Trang Phạm nè. Hàng này hàng phu ma nha, mấy cục vàng. Rồi xanh 35 nè, ok Trang Phạm nè. Chào Nguyễn Thị Ven. Rồi đây cái áo màu đỏ nè. Đó, sale cho mấy chị luôn 25 ngàn luôn. 25k. Ủa rồi chị Giang có lấy áo sơ mi ra cho người ta chịu không bác? Anh chưa đem đi nè. Đây rồi cái này 25 ngàn màu đỏ nè. Cái giá này được không bác? Trời. Nè đó thôi đi. Rồi cái này 35 ngàn nè. Trời ơi cái áo màu xanh nè. Đó, 55 kg vừa nè, quá trời đẹp luôn. Thanh ơi, Kim Thanh ơi, cái này là 55 kg mặc vừa nè cưng. Nè, nhìn nè. Đó, hàng Adidas nha. Rồi, cái này là thun, thun, bâu nha, áo bâu đi mấy chị lên. Thanh là bâu, bâu 55k. Ê, 35 ngàn nhớ lộn. Bâu. Rồi, áo bâu 35 ngàn, bâu 35 ngàn. Rồi mấy chị áo ngực nè. Hồi tối hồi sáng nha Thanh like áo ngực. Chị nào mà không có coi được thì bây giờ mình mua ha. Áo ngực Thanh sale cho mấy chị. Một cái 25 ngàn, ba cái 70 ngàn. Combo ba cái 70 ngàn áo ngực su nha. Đó, áo ngực su. Bây giờ Thanh còn size 34 thôi. Thanh còn size 34 thôi. Combo ba cái 70 ngàn. Ba cái 70 ngàn nha. Chị nào lấy chốt cùng Thanh luôn. Ba cái áo ngực 70 ngàn. Size 34 áo su nha mấy chị. Người ta bán một cái là 80-90 ngàn. Thanh bán cho mấy chị 3 cái 70 ngàn luôn. Rồi cái áo màu xanh nè 25 ngàn luôn nè. Đó, cái này là 60-65 kg vừa nha. Áo thun form rộng. Đó, Thanh sale cho mấy chị áo thun nữ nha. Áo thun xanh nè. Cái này là của nữ nha. 25 ngàn. Chị nào lấy chốt hình Thanh là màu xanh 25k. Rồi màu xanh 25 ngàn. Rồi màu đỏ nè. Đỏ 25. Đỏ 25 luôn, 65 kg luôn. Cao là 70 kg nha. Lên dùm Thanh là màu đỏ. Rồi cái này cái đầm body nè 45 kg, 40-45 kg. Thanh sale cho mấy chị luôn. Cái đầm này 20 thôi. 20 ngàn. Rồi lên dùm Thanh luôn ha. Đầm, đầm màu đen nè. Cái đầm màu đen tay dài. Cái này mặc dễ thương lắm. Mua cho mấy đứa bé mặc thấy cưng lắm. 20 ngàn.
thôi. Ok chị Hằng. Rồi bộ này 20.000 luôn. 20.000 chưa được tiền giải nữa bác. Rất là chịu đi máy 20.000. À trời ơi, bộ đồ 20.000, cái này mua cho mấy đứa nhỏ nhỏ bác ha. 20.000 bộ này, 20.000 thôi, bộ này khoảng 35-40 kg á. 35-40 kg nha, Thanh sale cho mấy chị bộ này 20.000 thôi, mua cho cháu rồi mặc cho con cho cháu mặc ha. 20.000 bộ hồng này 20 lên giùm Thanh luôn ha, hồng 20. Cái này khoảng 35-40 kg đổ lại á. Đó, lên giùm Thanh luôn, bộ hồng 20.000. Bác hả? Nghe nhạc biết bác ơi. Rồi đây cái bộ, cái set váy nè. Đi chơi bác. Đây cái set váy nè. Set váy này đang sale 20.000 cho mấy chị luôn nè. À, mua cho mấy bé mặc thấy cưng lắm luôn, mấy chị bỏ áo vô quần cưng lắm ha. Set váy 20. Set váy này cũng là 45 kg đổ lại luôn. 45 kg đổ lại. Rồi lên âm thanh là set váy 20.000. Cái gì số? Hả? Sao con không biết gì hay? Sao không biết gì hay? Con đứng này không có khóc nữa. Khóc là con mắt chảy rèn rồi. Con mắt chảy rèn rồi. Cái gì? Con mắt chảy rèn à. Đi về kêu dì xí nhỏ mắt đi. Đôi đôi mắt. Không có đôi mắt đâu. Đi vô phòng dì xí đi. Đi vô phòng dì xí đi. Phòng dì xí đi con. Mẹ làm gì con? Điện thoại mẹ đang làm đâu có coi được. Con mẹ làm việc gì lá con mẹ làm đâu đâu có coi được. Kìa bà ngoại cho mượn mở cái bà ngoại ra. Đi đây về ngoại lấy điện thoại ngoại. Bà ngoại có đi na nữa. Đi đang ngoại lấy điện thoại. Thôi coi bà ngoại cho mượn điện thoại. Để cho mượn điện thoại nè. Chùi con mắt nó gì không à? Ngoại ngoại lấy. Ngoại lấy điện thoại. Chịu con chị hai rồi. Không, cái đó đẹp thiệt đó bác. Đẹp mà con đại chứ mình đi ra hôn. Ai ra 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 ra. Đây rồi cái áo này Thanh sale cho mấy chị 25.000 luôn.
25.000 cái này là khoảng 55-60 kg nha, nó có độ giãn nè. Đó, có độ giãn. 25.000 nha cái áo áo len. 25.000. Mặc cái chỉ cho kia, mặc cái hôm ra ngoài ảo đây rồi cũng đang đi. Ra ngoài lệnh cái tay cũng có cái chuyện mà. Chú ơi, cái đó là con mặc không vừa đó chú. Cái đó nó gì sợ con không vừa á, con mặc là không vừa. Chặt cứng hả? Cái ai dọn nữa cái gì? Ôi giời. Cái đó con mua con mặc hay là ai mặc? Con mặc sợ không vừa nha. Rồi cái đè cỡ vô không được. Hai mặc cái kinh. Đây rồi cái áo này làm sale cho mấy chị 25.000. Áo thời dây chứ. Đó, áo sơ mi nha, 25.000. Đưa cho bác, đưa cho bác. Chị mau đẹp rồi chắc không. Ừ. Kẹo lên. Mau đẹp. Chị mắc kia chảy nặng đâu được đi. Ừ. Thôi thấy mà. Ông phải phá bụng tại đến mắt ông phải thái bắt cặp. Ý mắt cái ngọn vạn đi dài ra như thế. Thì khỏe đi lên. Ừ, nó có đoạn phá khí đi, đi cậu đi ra. Ừ, mặc cái đi. Tí mặc, tí mặc đi. Rồi, ok, để gì lấy cho con. Ừ. Thấy, thấy ố rồi đi. Ừ, muốn cho bê hiên được nè. Anh thấy bộ tổ bộ cả luôn mặc quát ra mình đi. Không cần phải gài mình gái, không cần phải gài vậy dạ. Mặc đi thôi nè cái đi gái chạy chạy đi đi. Ừ. Ừ. Rồi gì lấy cho con rồi đó chú ơi. Rồi, rồi chốt cho con rồi rồi cái này 25.000 luôn nè. Đó, cái áo sọc áo len sọc này 25.000. Cái này là 65 kg luôn nha, 60-65 kg vừa luôn. Bị hiền mặc vừa. Rồi lên Đình Thanh luôn ha. Áo sọc, áo len sọc 25.000. À, cái này là khoảng từ 40 kg trở lên là mặc được hết. 40 kg tới 60-65 kg mặc vừa. Có nha Kiều ơi, chị có chốt cho Kiều rồi. Rồi cái này là khoảng 60-55 kg, 55-57 kg. Để chạy lại cho chị Hiên đi. Đây 55-57 kg nè. Thôi nè, để cho con Hiên mắc được tối thật đó. Con Hiên gây mình kéo tự. Ừ. 25.000 mới chạy, đây cái áo sơ mi nè, 25.000. Cái này 55-57 kg. Nha chị nào nếu như cao là được 60 kg. Rồi áo sơ mi chấm bi. Áo sơ mi chấm bi này bằng vải von nha. Cái này á mấy chị không cần phải giặt. Ý không cần phải ủi đâu quên đó. Không cần phải giặt. Đó, cái này nó bằng vải von. Nó không có nhăn. Nó mát. Mát nó mát. Máy không. Rồi cái zoom này mua cho bé mặc được nè, 35 kg. 35 kg nha, sale cho mấy chị luôn. Cái này 20.000 thôi. Cái zoom này 20. Đó, cái này là cái zoom nha, nó là cái quần nè, thấy chưa? Thanh sale cái này 20.000 thôi. Thôi con chào bà ổng cái. Ba đứt đi. Trẻ đứt đi chứ da đứt đi. 20.000 thôi, cái này cái zoom này thanh sale 20.000 thôi. Nhưng tôi thấy rồi. Rồi lên Đình Thanh luôn ha, cái zoom nó 20. Rồi ok em. Ôi, cái này con đẹp hơn cái kia tốt. Vải cái mai này. Ủa, cái mặt hẹn chị thân này,
Khoát nhẹ gì đó mát đó ha. Cái này tham sale 25 ngàn. Đúng đẹp luôn. Đây rồi, cái này là cái đầm nha. Cái này váy von nè bác. Rồi cái này là 35 kg á, 35-40 kg đổ lại nè. À, cái đầm dễ thương quá trời luôn, có dây cột eo nè. 20 ngàn luôn đi. Đó, thanh sale 20 ngàn thôi. Cái này cái đầm nha, cái đầm chấm bi nè, vải von mặc rất là mát luôn. Rồi lên giùm Thanh luôn ha. Cái này 20 ngàn. Cái đầm đó, đầm chấm bi 20. À, còn cái nè bác lấy không? Đây rồi cái này 25 ngàn. Áo sơ mi sọc. Sơ mi sọc xanh 25 ngàn. Rồi sơ mi sọc trắng 25 ngàn. 50 kg, 50-55 kg đổ lại nha. Đầm trắng 20, ok phụng lê. Em chào chị Hoa nha. Đến nè hả? Nó khóc hồi là nó ói, nó bệnh đó. Không là nó ói à. Nó hầm hầm rồi nó chín á. Rồi lên giùm Thanh luôn nha. Cái áo sơ mi sọc. Sơ mi sọc. Đó khách lấy rồi đó bác à. Rồi cái sơ mi sọc này 25 ngàn. Rồi cái này sọc xanh nè, sọc xanh 25 ngàn luôn. Đây sọc xanh 25 ngàn. Mấy cái đó trong đó là khách mua rồi á. Coi cho vui thôi. Coi cho vui thôi nha. Đây miếng là hết á. Dạ cái đó khách mua hồi chưa. Có hết rồi. Đây có khách mua thôi, có này còn muốn nữa miếng. Bán cái đó ở ngoài nó bán 100 mấy. Nó bán có 70 ngàn. Mà bác biết là cái đó bác để hoài nó không hư. Nó bằng vải bố cho nên nó không hư. Nó không giả gì bê bê. Còn cái đó bác để bao nhiêu năm nó cũng không hư. Cái mà cái mua hai ba cái hôi này chứ bọt nó cũng làm vậy mà xin. Mô hư rồi. Bể là bằng da. Bằng da. Cái này là bằng bố. Thì thôi đi. Nghe con anh bọt cho cái này đi đi. Thấy không? Rồi cái này thông sale 25 ngàn nè, cái đầm nè. Chị Thân gọi là điểm. 35-40 kg. Chị Thân thấy còn tiền điểm rồi nè. Không có để ý lỗi chứ. Không, không, sợ nó không có. Rồi tôi lấy dơ đi. Lấy dơ đi. Rồi cái này 25 ngàn nha, 25 ngàn. Cái đó bác để hoài nó không có hư. Bộ này này, bộ giống như bộ dài ra, bộ giả. Không, 1 triệu mấy cũng hư, cũng bể. Lúc nay dọn dẹp hàm chứ. Đi, giống như ô Nga vậy đó. Nó được có bà Thủy giữ nó thôi. Đây rồi cái áo này sale cho mấy chị luôn nè. Cái áo này bán 10k thôi, 10 ngàn thôi. 10 ngàn nó có một cái áo lót ở trong nè. Đó rồi một cái áo này ở ngoài. Thanh sale cho mấy chị cái này 10 ngàn thôi. Nha, cái này là khoảng 55 kg vừa luôn á. Rồi lên giùm Thanh luôn ha, 10 ngàn. Áo này 10 ngàn nha mấy chị. 10 ngàn. Đây cái đầm đỏ còn một cái nữa nè. Ok chị Hằng. Phải, ảo đi mắc kia, mắc cái ảo phế mua lại chứ.
Đi bên kia có chừng cái bàn thờ đó, chừng đụng đầu vô bàn thờ đó. Đây cái đầm này còn nữa nè. Ê, chị đâm đi rong tí nè. Thôi, nó nhỏ bác ơi. Nó, nó. Đây, cái đầm này 25 ngàn. Nếu lửa kéo tốn thì sổ đông, mình chạy quá. Tôi kéo đi. Đây, 25 ngàn, cái đầm này là khoảng 45-50 kg thôi. Cái này nó nhỏ lắm. Thôi, cái này 25 ngàn đẹp lắm nha, nhìn dải nó đẹp nó sợ luôn, dài mà thôi chứ thế 25 ngàn rồi đầm đỏ 25 ngàn hồi chưa Thanh tưởng đâu hết, bây giờ Thanh còn nè cái gì, cái này là 45-50 kg là mặt đẹp luôn á. Rồi ok phụng lê nè, cái này là đúng đẹp luôn, mua ở ngoài tệ gì cũng là 150 á. Ở ngoài bán tệ gì cũng 150. Để trong thầy tới nha. Ở đây cũng được, nhà cũng được luôn. À. Bố về lấy đem hàng cái lượt về lấy mình nữa. Đi lấy đông một lần. Từ thứ hai tới thứ sáu trên kia, thứ bảy chủ nhật về đây. À. Rồi ok lon em Lê, lon em Lê Lê bữa hổm mình như cũ cưng còn một đôi dép ở đây á. Cái này nó một ít nè, một ít được hai ít á, một ít hai là đang ngồi lửa hai mà bạn nên là không đâu không tối rồi họ ta ngoài thì kìm đen đó hai mũ bánh chả hai cài bố rồi đi nữa mời đi cầm máu đi không mà cái mặt luôn phải đi mời cái mặt này chuyện quá mai đi cầm áo bà mặc cái đen đó mới có lỡ mà sợ hả nhìn bé chị My nói đưa một mỗi người một cái đầm đỏ may mặc đi cầm áo lấy được không? Đang cho mồi cái. Là có cái màu giấy nữa. Ôi nhè chứ cái. Mặc cái hoàn trang mặc thử cái còn. Đó em còn hai cái thôi chị. Em còn hai cái thôi. Nói anh Hạnh nó vừa hôm nó dẹp cho anh về đi đi đạm nó cái đạm phải giúp cái gì được. À đúng rồi. Nghĩa em bày đạo đi mặc cái này. Mặc đẹp chưa? Đây cái này là cái đầm sơ mi. Cho nó vui chứ. Hai cho nó cái măng ba con phơ bò một chút mai một cái ọc luôn. Em mai mày cạo mày lè rồi bảy cái. Ờ vậy hả? Em còn mấy cái mẫu đó thôi. Cái đầm sơ mi này đẹp quá trời luôn nè. Đó cái đầm sơ mi này là khoảng ôi vô 50 kg á. 50 kg đổ lại 25 ngàn luôn. 25 ngàn cái đầm sơ mi. Đó lên Đình Thanh luôn, cái này là giờ Thanh gài nút chưa có hết nha mấy chị, gài nút chưa có hết nha, cái đầm sơ mi này đúng đẹp luôn nè. Đó Thanh xem cho mấy chị 25 ngàn. Rồi lên Đình Thanh là đầm sơ mi 25 ngàn. Không, ở trên nhà bé mới nhiều. Mau lắm rồi tại mới mau mình để em lắm ngang mình mua về mang bắp đi làm xấu kéo rồi có cái rồi lên Đình Thanh là cái đầm sơ mi nha, đầm sơ mi 25 ngàn. Cái mặt này,
bữa hổm chị bỏ lộn á, bữa hổm chị bỏ lộn mà để chị em lấy 38 hả? Em lấy 38 mà để chị gửi cái chiếc 38 lên cho em rồi em đưa cái chiếc 39 về cho shipper giùm chị nha. Để chị gửi cái chiếc 38 lên cho em. Cái em đưa cái chiếc 39 cho shipper mang về giùm chị. Chị còn ở đây chiếc 38, chiếc 39 nè. 60kg hả? 60kg là chị hết rồi. Cô hổm có một mình chị à, lính nó nghỉ cho nên là chị làm có một mình chị cho nên là nó bị sót lại. Đây cái này 25.000 luôn nè. 45-50kg đổ lại. 25.000. Cô hổm bé lai dép nha. Bác ngồi 4 tiếng hồ. Đây 25.000 cái này 50kg nè. Cái này cái đầm màu cam 25.000. Anh quấn nền vô hắn có chỗ phần bé má chứ có cỏ trên vô. 25.000 cái đầm màu cam. Chứng minh bà lỗ ngoài rồi. Đó sợ bố hắn chặt rồi chứ. Bà con được, mãi mãi được. Bố không có gì nữa đâu. Quản bánh chứng minh đâu. Bố về đồ mãi quay đi được rồi. Bố về đồ mãi đâu bố đó. Cái đó là trăm mấy đó chị. À, cái túi đó. Bố trong nhà không cho. Dép hả? Thôi dép, bữa nào đi dép, giờ chị làm biếng lai dép quá à. Bữa nào đi, ngày mai đi. Cái áo len là 75kg luôn nè. Thanh sale luôn, cái này 20.000 thôi. 75kg lên nhìn Thanh luôn ha. Áo len 20. 20.000. Rồi lên nhìn Thanh là len 20 nha. Cái này là 70-75kg vừa luôn á. Có mấy mối thôi cũng được rồi. Rồi 20.000 luôn cái đầm chấm bi. Ờ, cái này khoảng 55kg nha. À, 55kg đổ lại cái đầm chấm bi. Ừ chị biết rồi. Rồi cái đầm chấm bi này là khoảng 55kg đổ lại nha. 40kg trở lên 20.000. Vậy phải không? Gió mẹ thì sáng lộn lại là gió đi là về được tên tên chứ mấy người dạ cho ta kêu dạ leo mè mè gặp bà kêu mè leo 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 leo. Rồi bộ này 20. Đó, bộ này là khoảng 40kg thôi nha. Đó hả? 40kg thanh xe bộ này 20.000 thôi. 20.000. 40kg. Rồi lên em Thanh là bộ màu xanh 20k. Hả? Dép bán được hơn bác ha. Dép bán đắt hơn. Đó. Đó. Rồi bộ xanh này 20.000. Dạ. 40kg. Nha. Rồi bộ này 25.000 nè. Bộ này là khoảng 55-57kg vừa nè. 25.000. Này mặc ngủ rồi đó. Mặc ngủ cái phải tải á. Tắt đèn rồi là thấy sáng chói. Cái nó phan xa giống như là bảy đứa đi làm thờ điện rồi đó. Mà cái này thì bà vừa bỏ ổng chứ.
Ở bộ màu hồng đó 25.000 nha, 25.000. Để người mình nấu với màu được chưa? À rồi, ok, cho kinh nghiệm nè. Nhức đầu cũng chết luôn bác. Đây bộ này cũng 55kg nè, Châu Kim Nhị, cái này cưng mặt vừa nè, 25.000 luôn nè. Đó bộ màu hồng này cũng 25.000 đó nè. Đó 25.000 luôn nè, lấy luôn đi Châu Kim Nhị. 25.000. Rồi lên Đồng Thanh luôn ha, bộ hồng. Hồng 25. Đi ăn mình lúc này vừa mình đi ăn đậu đấy. Rồi bộ màu xanh này 25 luôn. Bộ này là 50kg đổ lại nha. Bộ này 25.000 luôn. Màu xanh lên Đồng Thanh là xanh 25.000. Đấy tại vì nhẫn á, mà để ăn mỗi lần đến nó phải vừa rồi thì hai đợt không phải nhờ còn để mình dành giá nhẫn của hai cái cả bảy tám gạo cuốn thôi với chị ở chỗ này rẻ cũng không lấy nhóc cái biết rồi bác biết sao bé mới ôm được cái hai nhẫn shop này lắm, hàng Adidas đó, hàng Polo rồi đó bác. Hả, đẹp quá sợ luôn nè, có 35.000. Rồi cái màu xanh này lấy màu xanh luôn không cưng, màu hồng mà lấy màu xanh luôn không? Áo này là trăm mấy đó chị. À, chị có quần bầu nha, quần bầu này có hai cái nè. Quần bầu chị có hai cái. Giống như cái shop đó nó còn gì cái nó sang cho mình rồi. Nè cái quần bầu nè cưng. Quần bầu 35.000. Đây chị có quần bầu, chị có màu xám với màu đen nha. À, Phạm gái ơi. Có màu xám với màu đen nha, 35.000. Giờ bỏ. Rồi màu xám nha. Lấy em thêm túi, em lấy 5. Ok. Đây lá này chứ gửi trong đó có làm cái để quý em mãi ngày nha. Cái bộ xanh đó ăn bộ tôm bé cũng có nhiều lắm, tại vì nhiều khi bé ôm cái shop này ôm shop kia nhiều lắm, phân loại ra, ví dụ đưa về đây là cái gì đưa về ở chỗ là cái gì đó. Rồi túi nè. Có 5.000 thôi. Cái đó là xịn. Mua đi cho ngoài da bộ nắng tẹo ngoái. Cái gì? 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 Cái gì?
Kiếm có cỏ cho anh em. Lên với cho bạn cùng lên với cắt. Đây còn hai cái gì nữa. Hai thứ này được không? Lấy luôn đi. Cái đó khách lấy rồi đó nhưng mà chỉ có... Không, cái đó dép. Dạ, đưa rồi. Chị Nhi lấy dép xuống nghe đổ đóng bán được á. Cô Châu mình để chị nghe đậu mà, chà chị lên hà nghe đậu mà ép cố mà dễ mới đô. Ờ, bên như Nha Long hình như sao, rồi bà chị xe đôi chở tư để nợ rã rồi chuyển mọi chuyển đôi, hai hai mới nợ con bên như cái bị thịt đến, nó cũng mọi chỗ cái chi bác phát cái đó gì, hoài hoài bác. Rồi ok, lăng liễu là túi đang ra nè. Còn tiên tách công cái tẩy đi, tạo công như tụi thải. Đi còn dây không mà nhỏ đi. Có dây với chổng hay gì á. Còn dây đúng không? Tôi coi nè. Áo khoác nam, áo khoác nam bảy mới này, Duy Phương nè. Ờ, có mấy đồng bên bà có dây sạch á. Sẽ nặng không? Cái đó 70 luôn á, nhưng mà nó bền lắm bác, cho nó không có thể thấy đâu. Được. Cái đó con định hỏi mẹ lấy không chừa cho mẹ đó. Mẹ đi bạc rồi, nằm nghỉ đi. Ok, Vi Phương để ngày mai chị lấy ra. Chị mới kiếm được. Ra đi chị. Đi cầm cái đi. Bỏ nhà đi làm đi làm ăn. À đi chứ. Thôi ôm là ôm đi. Túi 5k ok hậu Nguyễn nè. Đi chi. Mau đi đạp. Bay luôn. Đi đó về đọc cái móc. Bay nha, tao 50 đồng tháng mai. Đâu rồi trời, mới qua. Chơi chứ chơi nữa. Chơi thôi, bây giờ mấy giờ mà. Chơi chứ 8 giờ về ngủ. Thấy không? Có xin ông ngoại đi chứ. Ngoại đi, xin ông ngoại. Ông ngoại cho con đi. Đi ra chơi chút xíu nữa tiếng ra ngoại ra. Rồi hậu Nguyễn lên số gọi đi hậu Nguyễn. Ngoài ngoài đó ngồi đi. Ngoài ngoài xài trong phòng á. Túi 5k rồi ok. Đây cái quần này 25.000 nè. 25.000. Đó chị nào lấy giúp anh cái quần này là khoảng 55kg nha. 55kg sale cho mấy chị luôn. 25.000. Chị gờ vô cái túi là chị biết xịn rồi đó. Cái da đó da xịn đó chị. À, túi 5k hai cái ok cho Kim Nghiện. Chị sao chị lấy cái này cho đó mua đi con tôm được nè. Ok cho Kim Nghiện nè. Mấy cái đó trên là khách tổng đạo. Dạ rồi, cái thằng ấy nãy với mẹ cái bột có đem đi hết đẹp kè tôi mẹ. Giờ chào bạn nhiêu làm sao đi luôn ha. Thương con mẹ cái hành bạn cũng vậy cũng buồn mua cắt cho mấy cái này đẹp á. Cái em bật lờ để về để trên trà mãi để trên trà xong đi xong lúc. Rồi ok qua thăm lại lấy rồi biết rồi. Rồi túi. Túi 5.000 ai lấy nữa thì chốt tiền thanh luôn ha. Túi ok Xuân Hương nè. Em xem chấm bi dưới chân chị. Rồi cái máy ban đêm nè, nó chặn mất quần này 57kg vừa đó Hồng Nguyên ơi. Quần này là 57kg vừa đó Xuân Hương nè, túi 5.000 nè. Mẹ đi đi giòn chuồng đi giòn chuồng.
Quần là 57kg vừa đó cưng. 57kg vừa đó. Bima hết rồi, Bima đây mà lỗ rồi nó dịch bỏ chỗ nào nè. Rồi cái áo này 20.000 thôi. Bây giờ con ép nó hóa. Áo len này nha bà chơi hả? Đi về 3 năm 2. 45 50 kg. Mình lên đây ăn được chưa? À dạ. Cho ai mà lỡ tí. Cho là nhét được hết à. Ừ. Thôi đi kìa. Rồi cái này 20 nha, cái áo đó 20.000. Cái chấm bi này á hả? Cái chấm bi này là cái đầm nè Hồng Nguyên ơi. Đây nó có cộng dây nịt nữa nè. Rồi cái này thanh sale luôn 20.000 luôn cái đầm sơ mi. Con dao mai đi hình dài được chị thấy không? Đi đâu cũng đau rồi tôi hỏi hành buồn thấy bị đâu bạn hang có thể. Chị biết sao nó bán chấp nhận á, chị biết sao chị chấp nhận sang là chị chấp nhận lỗ mà bán lỗ mà tiếc là không sang được. Để khi bé đi sang shop nào là xác định là em chị mua rất là rẻ. Tại vì đồ em bán mà chứ còn mà em bán mà em bán tiếc thôi, em tiếc thì em để lại em bán đi chứ thanh lý là không được. Thì con qua đi khổ, có hôi là tôi mua cành lanh mà tôi không mua luôn. Rồi bánh đông bắt tiền, cái rất đi cần lấy được. Rồi ok quá. Tâm duyên, một vô thằng ngắn ngay cái. Hồng Nguyên lên xã hội giùm chị Thanh luôn. Mua tiền là xong, mua rồi thôi. Đổi buồn tiền là phải cho chứ. À, Nguyễn Thị Hồng Nguyên lên xuất hiện nhanh luôn. Giờ không đâu chờ nữa. Ta bôi không tin mà bên không mau thì ta đem ra đường là áo 20. Châu Kim Nhị lấy áo len phải không? Bác bỏ cái đó là chụp lé để nó rớt cái giấy ra bác. Bỏ đâu đây? Bác để cái miệng lại đúng rồi. Để thảy ra nó được. Đúng rồi. Không biết làm mà khéo lắm. Rồi cái đầm lấy cái đầm chấm bi hay là cái áo Kim Nhị ơi. Mai phải tháo ra xếp lại ngay ngắn rồi mới đóng nó gửi. Chấm bi này là khoảng 60kg vừa. Chấm bi này là 55-60kg vừa nha. Chị biết sao đi sang là trừ khi mấy người trốn nợ á, người ta bán gấp thì chị mới mua được giá rẻ. Còn mấy người mà bán mà không người ta có tiền á là ta tiếc ta không bán. Đi mua là mua mấy chỗ mấy người mà ta trốn nợ đi á, hoặc là ta không lý lẽ đó. Chị biết ở trên Tân Bình nó muốn trốn nợ đi ngày nó bán trong đêm luôn. Vô giải quyết coi là lên xe bốc xe đi luôn á, chứ không có. Rồi ok, cái đầm nè, trang phạm nè. Áo len rồi, chị lấy cho cưng rồi. Ôi, lại hai chảo cái chắc. Cái áo này là 35 ngàn nè. Còn cái đỏ là 25. Dạ, cái đó là do chị Diệu lấy hồi nãy. 130 chưa được 150 mà. Bác là phải mua có 1 triệu á. Mẹ lấy cái này về bển cho con sushi mốt nó đi bơi, bữa hổm đi bơi không có quần mặc. Mẹ bán đồ chứ tới khi cần á hả, con không có mặc. Được rồi, đi bới mà em gọi đôi ấy đâu. Mẹ bạn lô chứ cái mẹ mấy bạn rồi. Tôi về nhà cái đẻ hóa thì chưa chết lại. Cô trẻ, 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 đi ngang cố gơi để đặt hang cố lên qua bên rồi cho mấy chị con. Cái này thanh mặt cũng vừa luôn á mấy chị. Cái mặt ngược trời ơi. Mấy đứa nó lai nó thử cho bé làm biến thử dữ lắm. Mệt á. Nó cho coi đen đó. Nó làm biến mặt nó mấy chị. Đây rồi, cái này nè, thanh xe cho mấy chị nè. Hả?
ngàn, 25 ngàn cái đầm màu cam nha, 25 ngàn. Rồi lên Điềm Thanh luôn ha, đầm cam 25 ngàn. Mẹ đi vô lấy giùm con cái bọc quá mẹ. Mẹ lấy con cái bọc đó, đó cái bọc mới trong cái cây đó. Sắp mỏng mỏng đi. Chị lên áo lẻ Trung Liên. Áo lẻ Trung Liên chắc ơi, chắc đợi thứ hai về chợ đi chị áo đó chị để chợ nhiều lắm. Ở đây chị hết rồi, có mấy cái à. Có mấy cái mà chị like khách lấy hết rồi. Rồi cái đầm nè. Cái đầm màu cam nè 25 ngàn nha. Ngực cũng chết, mẹ xây hoạt qua cho con ơi. Trời ơi ngực 25 ngàn lên Điềm Thanh luôn. Ghi lại nha. Để thứ hai đi rồi cái chị Thanh like ha, tại vì mấy cái áo đó ở chợ chị Thanh còn nhiều lắm. Ở đây chị Thanh hết rồi, để chị Thanh đem về chợ rồi cái chị Thanh chốt. Rồi đây cái áo này hà 35 ngàn đó chị. Áo này là khoảng 65 kg mấy chị, 65-70 kg vừa luôn nè. Rồi lên Điềm Thanh là áo trắng nha mấy chị. Áo trắng này là 65-70 kg. Thanh sale cho mấy chị cái áo trắng này 35 ngàn. Cục vàng nào lấy chốt Điềm Thanh luôn. Trắng 35. Rồi trắng 35 ngàn nha. Đây bộ này sale cho mấy chị luôn 15 ngàn luôn. Bán cho nó hết luôn. Còn mấy bộ này 15 ngàn. Bộ thể thao 15 ngàn luôn. Còn có mấy bộ bán hết luôn đi. Ở chị nào lấy chốt Điềm Thanh luôn ha. 15 ngàn bộ thể thao nè. Quần dài ống rộng 57 kg. Và bây giờ chị Thanh còn vậy không à cưng ơi. Rồi cái này Thanh sale cho mấy chị luôn. Bộ này 15 ngàn. Bộ thể thao nha. Ở lên Điềm Thanh luôn, bộ thể thao 15 ngàn. Còn có mấy bộ sale rẻ cho mấy chị luôn. Bộ đó là 50-55 kg đổ lại nha. Đây cái Thanh có cái mớ áo dài thì Thanh bán rẻ cho mấy chị 10 ngàn thôi. Đây là áo dài nè, kèm mấn luôn nè mấy chị. À, cái mấn nè thấy cưng chưa. Ồ cột vô nhìn dễ thương đó mấy chị ơi. Để Thanh cột lên nè. À, Thanh làm Thanh gây sự chú ý cho khách này. Đó, đẹp chưa, giống như là cô tắm vậy ha. Cái này con nít người lớn gì cũng cột được hết trơn. Nè đó 10 ngàn mấy chị, nó bị lỗi nha. Mua về cho con mình mặc có cưng quá trời luôn nè. 10 kg 12 kg đổ lại mấy chị, bán rẻ cho mấy chị luôn 10 ngàn. Trời cho mấy bé mặc cũng được, nó thấy cưng quá mấy chị. Nè thế mấy chị biết không, nó bị mắc nước đó, nó bị dính nước cho nên là nó bị lem màu, lem màu qua đây cho nên là giờ Thanh bán rẻ cho mấy chị 10 ngàn. Chứ một set gì là 100 mấy đó mấy chị. Đó một set gì là 100 mấy đó, giờ Thanh bán cho mấy chị có 10 ngàn thôi. 15k em lấy 10 bộ rồi ok. Còn đủ 10 nữa. Rồi bộ thể thao ok. Lấy đỡ này đi mai lấy tiếp. Đó cái đầm mà có luôn cái mấn luôn nè. Thấy là có luôn cái mấn, bé mặc thấy cưng dữ lắm luôn. Mặc thấy cưng lắm. Rồi đầm đỏ ok cũng lê nè, có 10 ngàn bạc mấy chị. Đó, về mấy chị cho bé mặc. Ủa nó mặc thấy cưng dữ lắm luôn.
10.000 thôi. Nó do là nó bị lỗi kỹ thuật cho nên là giờ phải bán lỗ. Cái đầm nó có cái mấn luôn. Đó, đầm kèm mấn luôn có 10.000 bạc. Quá trời rẻ luôn. Mua cho con mình mấy chị. 10.000 bạc, 10.000 mình ăn cũng hết mấy chị, cho mấy nhỏ mặc thấy cưng lắm. Rồi chị nào lấy chốt Thanh Thanh luôn nha, áo dài cách tân cho bé nha, có cái váy luôn nè. Đó, cái váy nè, khoảng 12kg đổ lại. 12kg đổ lại, rồi, 10.000. Lên Thanh Thanh luôn ha, áo dài cách tân 10k, dài 10k, ok con. Nội cái mấn không hết mẹ tiền rồi. Mấn không đi mua lẻ hết mấy chục ngàn rồi. Rồi chị nào lấy nữa chốt Trình Thanh luôn. Rồi còn mấy cái nữa là hết nè. Áo dài nha, còn mấy cái nữa là hết rồi. Rồi chút đi lấy cho con rồi. Áo dài 10.000. Đây áo khoác này 25.000. Áo khoác này 25.000. 60-65kg mấy chị, thêm còn màu đỏ với màu hồng thôi. Còn màu đỏ với màu hồng còn 3 cái nha. Sale rẻ. Ủa Châu Kim Nhị ơi, cái này đúng đẹp luôn nè cưng. Đó chị Thanh sale 25.000 thôi. Còn 3 cái. Màu hồng với màu đỏ bán rẻ luôn. Áo này là từ 40kg tới 60-65kg là vừa hết. 55kg là mặc bao đẹp. Rồi áo khoác nha. Lên giùm Thanh là khoác luôn, khoác 25.000. Đó Thanh có màu hồng với màu đỏ. Nha Thanh còn 2 cái màu hồng với 1 cái màu đỏ nha. Thanh sale cho mấy chị luôn 25.000 thôi. Áo này Thanh sale rẻ gì cũng 39.000 hoặc là 45.000 một cái. Giờ Thanh bán cho mấy chị có 25.000 thôi. Còn có mấy cái là bán hết luôn. Rồi bộ này sale nè. Bộ này 10.000 luôn. Bộ này là khoảng 35kg mấy chị. 35kg Thanh sale cho mấy chị bộ này 10.000 bộ đùi nha. Lên giùm Thanh là bộ đùi 10k. Đó, bộ này mua cho mấy đứa nhỏ mặc thấy cưng lắm nha mấy chị. 35kg. Nha, sale có 10.000 thôi. Mấy chị mua 5 bộ Thanh lấy 5 màu, 5 kiểu cho mấy chị nha. Đó, chứ không có lấy trùng đâu mấy chị yên tâm nha. Mua 3 bộ lấy 3 kiểu, 5 bộ lấy 5 kiểu. Rồi bộ 10k chị nào lấy bao nhiêu bộ thì Thanh lấy cho. Rồi bộ 10k nè, Nguyên Hạnh nè. Rồi ok đùi nè, Phụng Lê nè. Rồi bộ đùi 10k chị nào lấy chốt Thanh Thanh luôn ha. Áo dài 10-12kg. Cái bộ đùi này Thanh có nhiều màu nha. Có nhiều màu. Lấy bao nhiêu bộ thì Thanh lấy bao nhiêu màu cho bộ đùi 10k. Áo dài đó khoảng 10-12kg á cưng. Rồi cái đầm yếm nè. Cái đầm nha mấy chị. Cái đầm dây nè. Đó, mấy chị mặc với cái áo này cũng đẹp đó nè mấy chị. Đó, mặc áo thun thì mặc cái đầm này ở ngoài cũng đẹp đó nè. Đó, dễ thương chưa. Đó, mặc vậy là rất là dễ thương luôn. 20.000 thôi. Bộ 10k ok ba vi nè. Rồi ok đùi 3 bộ ok chinh nè.
cầm Thanh đang mặc, Thanh sale 20.000 thôi. Rồi cái đầm nha, đầm Thanh sale 20.000. 20.000 nè mấy chị, cái đầm này đẹp lắm luôn nha mấy chị. Mặc cái áo thun nè. Đó, rất là dễ thương nha. Nè nhìn nè. Đó, đầm này mặc rất là dễ thương luôn, Thanh sale cho mấy chị luôn cái đầm này 20.000 thôi. Đầm này khoảng 45 kg mấy chị. 45 kg nha, 20.000 cái đầm dây, mặc cái áo thun ở trong rất là đẹp. Cái này dạng như đầm mà đầm yếm á mấy chị. À, mấy chị mặc ở trong một cái áo thun, mặc cái đầm này ở ngoài là nhìn rất là đẹp luôn. 20.000. Rồi bộ đùi 10.000, có chị nào lấy nữa không? Bộ đùi 10.000 nha. Đó, bộ đùi dây nữa nè. Bộ đùi dây này là 35-40 kg đổ lại luôn nè. Đó, đùi dây Thanh sale cho mấy chị luôn ha, 10.000 thôi. 10.000. Rồi đùi dây 10.000. Rồi cái bộ này là bé khoảng 25 kg mấy chị. 25-30 kg á. Đây. Bộ này là bé khoảng 30 kg đổ lại nha. Đó, 30 kg đổ lại nè, 10.000 luôn. Bộ này là bộ đùi von. Đùi von 10.000 luôn, bé khoảng 30 kg á mấy chị, 25-30 kg đổ lại nha. Theo cho mấy chị 10.000. Lên giùm Thanh luôn 10k. Rồi cái đầm này 20.000, 35 kg. Được không? Hai cái này nhỏ. Đây cái này 35 kg nha. 35-40 kg á. Ở Thanh sale cho mấy chị luôn là lấy cái kia. Lấy cái nãy phải không? Lấy cái màu xanh. Xếp lại hả? Để gì cho em đi. Vậy là lấy cái kia. Liên hả? Mai mốt chị lấy cái nào chị thanh toán giùm cái đó, rồi có nào trả lại rồi tính nha, chứ em không có ghi sổ mất công mà quên nữa luôn. Rồi cái này cho em coi lại áo khoác 25. Áo khoác 25 mà Thanh còn màu đỏ với màu hồng. Màu đỏ với màu hồng mà cưng. Áo khoác có nón nha. Rồi lên giùm Thanh luôn ha. Rồi lên Thanh là cái đầm này 20 nè. Rồi nè áo khoác là 25.000. Đó 25.000 nè. Có màu hồng với màu đỏ thôi nha. Chị Thanh còn màu hồng với màu đỏ thôi. Đây màu hồng nè, màu đỏ nè, 25.000. Đó lên Thanh là màu hồng hoặc màu đỏ nha, 25.000 một cái.
hai túi hai bên đó. Áo có túi á cưng. Áo có túi á. Rồi ok em. Rồi cái này Thanh còn hai cái đó. Ê cái áo khác này hàng xịn hơn à. 35 ngàn nè, Thanh còn một cái nè. Đó Thanh còn một cái nè, 35 ngàn. Chị nào lấy chốt cầm Thanh luôn, cái này còn một cái nè. Đồ bộ số mấy ký hết rồi. Đó lên cầm Thanh luôn ha. Bộ này, ấy lộn, cái áo khác này Thanh sale cho mấy cục vàng luôn. 35 ngàn thôi. 35 ngàn, Thanh còn có một cái một à. Đây cái áo này Thanh bán 10 ngàn rồi mấy chị. 10 ngàn mấy chị ơi, vui quá trời rẻ luôn. Đây nó có một cái áo lót ở trong. Cái áo lót ở trong. Rồi cái áo này mặc ở ngoài 10 ngàn. Đó combo hai cái 10 ngàn thôi. Lên giùm Thanh là áo 10k. Đó, lên đồng Thanh luôn ha, áo 10 ngàn. Áo này Thanh bán rẻ cho mấy chị luôn. Quần thể thao nè, 25 ngàn một cái luôn. Đây quần thể thao 25 ngàn, cái này là khoảng 60-65kg vừa luôn nè mấy chị. À, 60-65kg vừa nha, Thanh sale cho mấy chị cái áo nè, cái quần này 25 ngàn. Đó, cái quần màu bò. Quần thể thao. Chị chào Su In, chào em. Rồi cái quần màu bò 25 ngàn. Đây cái bộ này là khoảng 60kg, 55kg thôi. Đây bộ này 55kg nè, sale bộ này 25 ngàn thôi. 25 ngàn. Ở chị nào lấy chốt âm Thanh luôn ha. Bộ này là 60 ấy 55 kg chứ lộn.
55kg vừa thanh sale cho mấy chị luôn nè, 25.000 mua mã nhà mấy chị ngủ rồi. Hello Thạch Thanh, áo thun nam tay dài đen, cái đó nó nằm ở trên chợn á, trên tiệm á, em cũng không biết là dưới đây không có, ở chợn mới có. Ở đây em không biết còn không nữa. Quần bò 25 ok. Hồng Nguyên. Cái quần bò này là 40-45 kg trở lên là mặc được hết. Cái quần đó thanh có màu xám nữa nè, màu đỏ nữa. Đây quần thanh có màu xám nữa nè, 25.000 thôi. 25.000 thanh có màu xám. Xám 25. Rồi màu đỏ nữa nè. Đó, màu đỏ nha. 25, mấy cái này mấy chị mặc cái áo thun rồi đó rất là đẹp. Ví dụ như cái quần màu đỏ này mặc cái áo màu trắng hoặc màu đen á, hoặc là màu kem, màu xám rồi đó rất là đẹp. Rồi lên giùm Thanh luôn ha, quần đỏ 25, quần xám 25. Xám 25 ok Hồng Nguyên. Xám 25 ok Nương Trương. Cho mấy chị luôn nè. Ở cái áo hoodie màu vàng. Áo này là khoảng 60kg, 57kg đổ lại nha, 57kg, chị nào cao là 60kg. Không sao cho mấy chị cái áo này 25.000 thôi. 25.000 nha. Ở cái áo này là 60kg đổ lại mấy chị. Vàng 25.000, lên nhìn Thanh là áo vàng 25k. Ok lon em. Cái áo khoác đó là từ 40kg trở lên là mặc được á, Suin ơi. 40kg trở lên là mặc được. Rồi cái quần kaki, quần tây nha mấy, quần này là quần kaki nam nha mấy chị. Đó, cái quần này thanh sale 35.000, trời ơi cái quần này 130 mấy chị. Đó, cái này 130 là thanh sale cho mấy chị 35.000 luôn, còn một cái một size 31. Size 31 nha, còn một cái một thanh sale cho mấy chị luôn 35.000. Quần này là một cái 100 mấy á. Đó, còn một cái thanh bán rẻ cho mấy chị luôn 35k là lấy cái quần này nha. Rồi cái quần sọt nè, quần sọt này thanh sale cho mấy chị luôn nè, 35.000 luôn. Cái quần này là rất là đẹp nha mấy chị, đúng model luôn nè. Quần này là khoảng 40kg thôi, 40kg đổ lại thanh sale cho mấy chị, quần này 35.000. Ồ đẹp, cái quần này đúng đẹp luôn, đúng model luôn nha. Cái này tại vì thanh mặc quá, thanh mặc cái này không vừa, mặc vừa là thanh lấy mặc. Cái này á, quần này nó co giãn mà nó xịn nữa. Dép bé hả? Dép bé còn mà ở chợn chứ không có ở đây, ở đây hết dép bé rồi. Ở trên tiệm chị Thanh á, thứ hai chị Thanh về đi, chị Thanh like nha. Rồi cái quần sọt nè, 35.000.
Chị nào lấy chốt anh Thanh là sọt 35. Đây cái áo nè. Trời ơi nó đẹp nha. Áo này 25.000. Áo này là 50kg đổ lại nha. 50kg đổ lại Thanh sale cho mấy chị luôn. 35.000. À, ấy lộn 25.000, lộn, xin lỗi mấy chị, 25.000, chị nào lấy chốt giùm Thanh luôn ha. Áo 25.000. 50kg đổ lại nha. Áo này mặc rất là dễ thương, sale 25.000. Ê, đúng rồi 25.000. Chị Thanh có áo ngực nè, size 34 nha. Áo ngực su size 34 sale luôn 25.000 một cái, 3 cái 70. Áo ngực là một cái 25.000, 3 cái 70.000. Ủa cái này mà nãy lại rồi. Áo khoác đỏ này còn một cái nè. Nãy lại rồi. Ôi, còn nhiều đồ quá mà. Mệt ngáp rồi mấy chị ơi. Bắn đắt á hằng á, bắn ế chứ làm biết. Chứ còn cái gì nữa sale cho mấy chị luôn. Hay quên đây, cái quần này không còn nè, 35.000 nè. Trời ơi đây cái quần này. Cái quần này là khoảng 40kg mấy chị, mua cho con mình mang đi học được nè. 35.000, cái quần này là quần học sinh nha. Đó, cái quần học sinh nè, 35.000 một cái. Cái này là từ 40kg đổ lại nha mấy chị. 40-42kg á. Quần này mấy chị mua cho con mấy chị mặc đi học được nha. Quần lưng thun. Áo đỏ đó là từ 60kg đổ lại. Áo khoác đỏ đó là 60kg đổ lại nha. Rồi cái quần này 35.000 mấy chị. Quần màu đen đó là quần học sinh 40-42kg. Chào Bích Trần La nha. Chào Cục Vàng. Áo khoác đỏ đó là 55-60kg đổ lại vừa đó Hồng Nguyên ơi. Đây áo sơ mi nam 35.000 một cái. Trời ơi đẹp mấy chị ơi. Đó, áo sơ mi nam. Cái này là khoảng 55-60kg đổ lại. Đó, 55-60kg đổ lại Thanh sale cho mấy chị luôn 35.000. Chị nào lấy chốt giùm Thanh luôn, áo sơ mi nam 35.000. Đúng đẹp. Đúng đẹp, đúng xịn luôn. Sơ mi nam 35k. Rồi áo khoác đỏ 35.000. Hồng Nguyên. Mấy chị coi nhận đơn mà. Đó, ngày mai Thanh phải đóng cái đơn, đóng hàng này nè. Kinh khủng chưa? Đó, cho nên là thay sẵn mặt mày. Sơ mi nam ok Thảo. Hello Linh Đùi. Hello em. Sơ mi nam 35.000 một cái. Rồi ok Bích Trần La, sơ mi nam 35.000. Có 35.000 một cái. U là mày nó đẹp nha mấy chị. 35.000 một cái thôi. Rồi lên Bình Thanh luôn. Sơ mi nam chị nào lấy chốt Bình Thanh luôn ha. 50kg trở lên, 47kg cũng được nữa, 60kg quay đầu Bình Thanh nha. Đó, sơ mi nam màu trắng 35.000 một cái. Bữa Thanh bán 45.000 hay 49.000. Đây, sơ mi nam màu đen nữa nè. 60kg đổ lại luôn, màu đen 35.000.
Ở màu đen nha, 35.000. Lên Điềm Thanh là đen 35k. Cái này là khoảng 60kg đổ lại nha mấy chị. Rồi sơ mi đen 35.000 của nam nha. Rồi cái này là khoảng cái này khoảng 57kg nha, nếu mà cao là 60kg. Cái này là đen sọc đi mấy chị, đen sọc nha. Đen sọc 35.000. Rồi đen sọc 35k. Rồi đen sọc nè, linh bùi nè. Rồi cái này là sọc trắng. Sọc trắng 35.000, 57kg luôn. Lên Bình Thanh là sọc trắng 35k. Rồi sọc trắng 35.000. Trắng để em luôn, ok em. Đen sọc đó nhiều hết rồi Thập Thanh ơi. Đen sọc đó để chị Thanh coi thử rồi còn không. Đen sọc đó nhiều hết rồi. Thanh còn đen sọc này được không? Đó, còn đen sọc caro nè. Sọc trắng. Rồi ok. Rồi chị lấy cho Linh Bùi rồi nha. Chị lấy cho Linh Bùi rồi. Đây sọc trắng nè. Rồi cái này là sọc xám đó chị. Trời, 35.000 mấy cái áo này là áo sơ mi hai da đẹp lắm luôn, hàng xịn đó. Đó, rồi cái này là sọc xám nè, đẹp chưa? Đó, 35.000. Đúng đẹp luôn mấy chị, đúng đẹp luôn ha. Rồi lên Giùm Thanh là sọc xám nha. Sơ mi có tay ngắn không ạ? Hình như có tay ngắn mà chị không biết nó là cái cây nào tay ngắn nè. Đợi chị Thanh xíu nha. Rồi sọc xám. Sọc xám 35. 35. Đây rồi cái này là đỏ nè. Mấy cái này đúng xịn, đúng đẹp luôn á chị. Bữa nay sale rẻ luôn, 35.000 cho mấy cục vàng luôn. Rồi cái này sọc đỏ nè, 35.000. Cái này không biết còn à, còn đỏ 35. Sọc đỏ này là khoảng 57kg nha mấy chị, 57kg, nếu cao là 60kg đổ lại nha. Sọc đỏ. Rồi Thạch Thanh nè, sọc đỏ nè. Sọc đâu mất mẹ rồi. Rồi cái sọc caro đen nè. Sọc caro đen nè nha. Sọc caro đen 35.000 luôn. Áo này là 55-57kg nha. Cái sọc caro đen. Caro đen
nè, như tay ngắn nè. Đây tay ngắn nữa cưng. Ôi ôi nó đẹp nha, phải nói luôn, 35.000 đúng rẻ đúng đẹp luôn. Khoảng 50 mấy 60 ký đổ lại á. Rồi cái sơ mi tay ngắn nha mấy chị, sơ mi tay ngắn 35.000 luôn. Quá đẹp luôn, cái này quá đẹp, cái vải nó phê luôn mấy chị, vải đúng phê luôn. Rồi Linh Bùi lấy tay ngắn này không cưng? Đó, cái này là từ 50 mấy 60 ký đổ lại nha. Lên Niềm Thanh là tay ngắn 35.000. Rồi ok. Rồi 35.000 sơ mi tay ngắn. Vải là bao đẹp cho mấy chị luôn. Ừ cái này là size 1X đó. Có gì quên mẹ hả? Cái quên hả? Đây cái quần jean này là size 28 nè. Bộ mặt ngủ hả? Bộ đùi hả? Bộ đùi hả Thảo? Bộ đùi nè 10.000 nè phải không? Đây bộ này chị Thanh sale 10.000 nè. Đó, bộ này bán có 10.000 một bộ thôi. 10.000 một bộ thôi ha. Mua 4-5 bộ vậy đi, chị Thanh lấy 4-5 màu cho mặc. Rồi cái quần size 28 53 ký hả? 53 ký hả? Cái bộ này hơi chật á. 53 ký lấy cái bộ bộ thanh xeo 25.000 đi. Rồi cái quần này là size, trời cái này size nó để 28 mà sao nó nhỏ xíu kìa. Ừ nó có độ giãn. Size 27 thôi. Cái này là quần này size 27 xeo mấy chị luôn, 45.000. Cho em 5 bộ 10k ok cục vàng. Đó, 5 bộ 5 màu. Không có trùng một miếng nữa. 5 bộ là 5 màu. Có 10.000 mua cho mấy cái nhỏ mặc cho nó đã. Đi ra chợ mua 3 bộ 100. Nếu mà bán rẻ nhất cũng 5 bộ 100, Thanh bán cho mấy chị luôn 5 bộ 50.000. Cái quần này Thanh sale 45.000 thôi, rất là đẹp luôn. Ừ đợi chị xíu chị lấy nha. Cái quần jean này sale luôn mấy chị, 45.000 thôi, còn có một cái bán rẻ luôn mấy chị. Quần jean 45.000. Size 27 nha. Đợi chị xíu nha. Bộ này nè 25.000. Đó, cưng mặt dừa nè Thảo. Bộ này là 50 mấy ký đổ lại nè. Đó, Thanh sale bộ bộ đùi này 25.000 một bộ nè. Ok em, có đồ bé gái không? Đồ bé gái, đồ bé gái nhiêu ký? Đó, bộ này là Thảo mặt dừa nè. 25.000 thôi. Như cái hàm Thanh nó cứng, nói chuyện nó cứng hàm chà. Bộ 10k là con gái 40 ký đổ lại. Rồi ok bộ 25 nè cây Thảo nè. Bộ 10k là con gái nha cưng. Từ 30 ký trở lên 40 ký đổ lại á. Bộ 10k 12 ký hả?
Nhỏ nước thẳng đông. Đây bộ 25.000 thanh còn nữa nè. Đó, mua mặt ngủ mấy chị có 25.000, khỏi may, khỏi cắt, khỏi đi ra chợ vậy trơn á, ngồi tại chỗ mình ship tới nhà 25.000. Trời này nắng nóng mặt nó mát nha mấy chị. Bộ này mấy chị mua người ta bán rẻ gì cũng 35.000, bán cho mấy chị có 25.000 thôi. Đó, quất 2-3 bộ mặc cho đã. Bộ đùi nha, cái túi 5.000 thanh còn nè, chị nào lấy chốt luôn đi. Túi 5.000, u là trời nó đẹp nha mấy chị. Túi này mấy chị để có 10 năm sau chắc cũng không có bong chóc gì hết trơn. Nó bằng vải bố cho nên là nó không có bị bong chóc gì hết trơn đó nha. Anh sale cho mấy chị có 5.000 một cái thôi. Rồi lên hình thanh là túi 5.000, 5.000 một cái túi. Thôi mệt trời. Nói chuyện xong cái nó cứng cái hàm đó. Túi tài thạch thanh nè. Túi bích trần la nè. Bích trần la ơi, thứ hai hả lại lấy nha. Tại vì chị Thanh không có ở nhà nha. Nghỉ 2 ngày, thứ hai chị Thanh mới về. Túi có 5.000 một cái thôi mấy chị. Lấy thêm 2 cái lâm liễu nè. Mỹ Hồng nè, túi 2 cái nè. Lấy em cái nè, ok Thảo nè. Lâm liễu nè, 2 cái nè. Cái này nữ nam gì mặc được mà, nãy đeo được mà. Nữ nam gì đều đeo được hết hết luôn. Cái này nữ nam đều đeo được hết. Rồi ok Linh nè, 2 cái nè. Rồi chị Hằng 1 cái nè. Có 10.000 mà thấy. Có 10.000 thôi mà anh cực cho mấy chị. Kiếm đồng tiền đâu có dễ đâu mấy chị ha. Kiếm đồng tiền nó đâu có dễ đâu. Có 5.000 bạc trời, ăn cũng hết có 5.000. Cái này xài chắc cỡ 10 năm chưa hư nữa. Rồi 2 cái nè Linh nè. Rồi chị Hằng 1 cái nè. Rồi Suin 1 cái nè. Em 2 cái hả? Rồi ok em. Trời ơi, cái 5.000, hai cái có 10.000 à mấy chị. Hai cái có 10.000 à. Mà cái này á nó bền dữ lắm chứ đâu phải nó dỗm đâu. Rất là bền. Đó, chị nào lấy nữa thì chốt mình thanh luôn, 5.000 một cái. Rồi em hai cái, chị lấy cho Cưng hai cái rồi. Rồi chị nào lấy nữa chốt giùm anh luôn ha. Túi 5.000, túi 5.000 một cái thôi mấy chị. Đây cái đầm này 25.000 nè, tưởng đâu hết rồi, hồi chưa tưởng hết rồi, giờ còn nè mấy chị.
Đó, cái này là khoảng 55kg nha. Cái này là 55kg vừa cái đầm nè. Rất là đẹp luôn. Đầm này mặc đi đám đi tiệc là ok luôn ha. Đó, thanh sale cho mấy chị luôn, 25.000. Cái đầm mấy chị rất là xịn. 55kg đổ lại. Chị nào lấy chốt âm thanh luôn, đầm 25.000 hồi chưa tận tưởng đâu hết, bây giờ nó còn mấy chị. Giờ còn nữa nè. Ê, quên cái đầm sơ mi thanh hết rồi. Đầm sơ mi thanh có một màu một thôi. Có một màu một à. Mấy chị quá đẹp xuất sắc cho bé luôn. 15.000 có ổ bằng ổ bánh mì thịt thôi mấy chị. Đó, có bằng ổ bánh mì thịt thôi. Ô là trời, nó đẹp nha. Bộ bé trai 24kg. Ờ, Hiền Dương ơi, bộ bé trai 24kg nha, thứ hai đi cưng. Thứ hai đi rồi chị có nha, giờ hiện tại ở đây là không có bộ bé trai. Đầm 15k bằng ổ bánh mì thịt thôi mấy chị. Rồi ok, Hậu Nguyễn nè. Rồi chị nào lấy chốt thầm thanh là đầm 15.000 cho bé nha. Cái này bé mặc thấy cưng dữ lắm luôn. Bé từ nói chung là từ 20kg đổ lại á. 13 trở lên là mặc được, thấy cưng lắm luôn. Sale cho mấy chị 15.000. Đầm này là từ 20kg đổ lại nha, giờ anh cho coi lại nè. Rất là đẹp luôn. Anh có màu đỏ với màu đen. Lấy hai cái hai màu. Trời, thấy cưng bé mặc á, thấy cưng dữ lắm, đầm suông nè. Đó, cái đầm suông cho bé nè, thấy cưng chưa? Bé nào mà mi nhon á, ôm ốm á, là 25kg luôn á. Đó, rất là dễ thương luôn. Anh có màu đen với màu đỏ nha. Đầm 15k nhiêu ký? Ừ, thôi anh Thanh lại lấy nha chị. Ừ, chị biết rồi. Lấy một đầm sơ mi, lấy em một đầm bi sơ mi. Hồi chưa có rồi. Hồi chưa có lấy rồi mà. Cái đầm sơ mi đó là chị lấy hồi chưa cho cưng rồi, cưng lấy thêm một cái phải không? Rồi đầm sơ mi nè. 15 ok suin nè. Có màu đỏ nữa, lấy màu đỏ luôn không? Rồi tài thạch thanh nè, hai cái hai màu nè. Cái hai màu 15.000 một cái, trời ơi nó rẻ mấy cục vàng. Ổ bánh mì 15.000, cái đầm này nó bằng ổ bánh mì à, rẻ quá trời rẻ luôn mà. Đó, màu đỏ với màu đen, màu nào cũng đẹp hết trơn á, màu nào cũng đẹp. À, Hồng Nguyên ơi, hồi trưa hay là hồi nãy mình lấy rồi một cái rồi, giờ lấy một cái nữa hả? Là hai cái hả? Đây màu đỏ nè. Trời ơi nó đẹp như mấy chị. 15.000 là không biết là chắc tại người ta Thanh không biết thì sao người ta sang rẻ như vậy. Hay là Thanh mua ép giá đâu quá về mình bán rẻ cho mấy chị. Đó, mấy chị thấy không, tối ngày đi săn hàng rẻ cho mấy chị, bán cho mấy chị. Đó, màu đỏ nè. Cái cưng chưa, màu đỏ với màu đen, nói chung màu nào cũng đẹp hết trơn á mấy chị. Có 15.000 thôi, mình mua cho con mình ăn hai ổ bánh mì thịt, nó ăn rồi thôi hết. Còn cái đầm nè mặc hoài mấy chị, mặc hoài luôn.
Rồi mặc chừng nào chán cũ bỏ làm nồi dẻ đó, nó có được hai tác dụng. Chào Tuyết Đặng nha. Rồi lên giùm anh luôn, đỏ 15, đen 15 mấy chị. Đen 15, đỏ 15. Một cái có 15 ngàn thôi. Hồng Nguyên ơi, Hồng Nguyên ơi, lấy thêm hay là sao? Đây cái áo sơ mi chữ nè, 35 ngàn. Đó, cái này là khoảng 57 kg nha, 57 kg cái sơ mi nam nha mấy chị, sơ mi chữ nam 35 ngàn. Rồi lên mình thanh luôn, 35 ngàn, sơ mi nam, sơ mi chữ nam 35 ngàn. À, đầm đỏ và đen ok. Tuyết đăng gì nè. Em mới lấy sáng em không có hoi like. Ủa gì hả? Ừ để chị lấy sao hả? Chị chắc kìa nãy chị nhầm like à. Rồi chị lấy cho cưng này nè. Chị có túi sách 35k. Thì cái túi sách 35 ngàn, chị quay video đó, cũng thích cái cưng coi video, cũng thích cái mẫu nào cũng chụp màn hình lại gửi qua chị, rồi chị lấy cho. Đây rồi cái đầm nè, đầm caro nè, đầm này 20 ngàn luôn mấy chị, 50-55 kg. 50-55 kg thanh sale cho mấy chị luôn, 20 ngàn cái đầm caro nha, tay lỡ sale cho mấy chị 20. Ở chị nào lấy chốt tình thanh luôn ha, 20 ngàn. Đầm caro 20. Cái này là từ 40 kg trở lên là mặc được nha, 40 kg trở lên là mặc được hết. Ok em, mấy cục vàng ơi, ngày mai buổi sáng thanh la dép nha, ngày mai thanh sẽ xả dép tiếp tục 29 ngàn. Nha, mấy cục vàng nào mà bữa giờ hỏi dép á, ngày mai thanh sẽ xả dép 29 ngàn cho mấy chị để thanh xả hết rồi thanh đi về luôn. Chị nào muốn mua dép thì ngày mai chắc cỡ thanh like sớm xíu mấy chị, like sớm để thanh đóng hàng thanh về nữa. Mai khoảng 9 giờ hoặc là 9 giờ rưỡi nha, 9 giờ sáng hoặc là 9 giờ rưỡi sáng là con sẽ like dép.
thanh sale dép 29.000 cho mấy chị nha. Rồi caro ok Xuân Hương, caro 20.000. Mấy chị ơi, mấy cái hàng này thanh sale rẻ dữ lắm nè. Mấy chị đừng có bom hàng tội nghiệp thanh nha, mấy cục vàng nha, mấy cục vàng đừng có bom hàng tội nghiệp thanh lắm. Đi mua hàng cố gắng trả giá mua cho thật là rẻ, về bán rẻ cho mấy chị. Chứ mà mấy cái này mà làm gì mà có giá rẻ gì mấy chị, thanh đi sang lô là thanh ép giá người ta không, thanh về thanh bán rẻ cho mấy chị không à. Rồi cái đầm này 20.000 luôn nè. Đó, cái đầm sọc nha. Cái này là khoảng 45kg, 50kg luôn á, 45-50kg vừa nè. Thanh sale cho mấy chị cái này 20.000 thôi. Bằng thun nha, nó có độ giãn. Sọc mấy chị lên dùm thanh là sọc, sọc 20.000. Cái này nhà mình đó mà con cháu gì đông á, trời mua cho nó mặc mấy chị. 20-20 lên dùm thanh luôn, sọc 20 nha. Rồi cái áo này 5.000 thôi. Trời ơi cái áo này bán 5.000 mấy chị. Về mấy chị giặt nó mới chát luôn. Nó sạch tới nó mới chát luôn. Áo này là khoảng 50kg vừa luôn, là nó giãn rồi mấy chị. Đó, sale cho mấy chị cái áo này 5.000 thôi. 5.000 bạc mấy chị. 5.000 là ổ bánh mì không, chưa có thịt. Đó, cái này là khoảng từ 40-50kg đổ lại. 5.000. 1, 2 cái, còn 2 cái. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cái này chị nào lấy hết 7 cái này thêm bán 60.000 thôi. 7 món này 60.000 thôi mấy chị. Đây nè. Trời ơi, cầm 70.000 ra mua ha, về cho con cho cháu mà nó ý nghĩa nha mấy chị. Ở đây có cái zoom nữa nè. Thấy chưa, đẹp chưa? Đó, quất cái combo 7 món này đi. 7 món này có 60.000 thôi. 7 món 60. Có 2 cái áo. 2 cái áo này, zoom nè. Cái zoom này, cái đầm zoom này màu hồng nè, màu xanh nè. Rồi cái này nó nói chung là đó, hết trơn cái đống này 60.000. Rồi trắng 5 cao cho Xuân Hương nè. Áo trắng này 5.000 mấy chị. Rồi thanh lấy ra một cái áo trắng rồi thanh sẽ bù vô cái khác nha. Thanh lấy ra một cái áo trắng rồi thanh sẽ bù vô một cái khác cho mấy chị. Combo 60 mấy chị. Combo 7 món này 60.000. Thôi mấy chị muốn mua lẻ thì bán lẻ cho mấy chị luôn. Rồi cái này là cái đầm 20.000. 20.000 mấy chị lên làm thanh là cái đầm bông này khoảng 40kg mấy chị. 40kg nha, 40kg đổ lại cái đầm bông này thanh sale cho mấy chị 20.000 thôi. Đó mấy chị thấy không? Trong đây, trong cái cây này nè. Cái giống cây này toàn đồ đẹp đẹp không luôn. Rồi bây giờ còn có 6 món nè. 2, 4, 6 món này 50.000. 6 món này 50.000 nha. Đó, còn combo 6 món này bán 50.000. Trời ơi, nó mỏi cái cổ. Rồi bộ này 45kg 20.000 luôn mấy chị. Bộ lửng nè, 40-45kg 20.000. Chị nào lấy chốt cầm thanh luôn ha, 20-20. Bộ lửng, bộ màu hồng 20.000. Bộ này đúng đẹp. Hai chục ngàn bán cho mấy chị cho vui.
Rồi hồng 20. Đây áo ngực mấy chị. Áo ngực 25.000 mấy chị ơi, áo ngực su nha. Đó, áo ngực su 25.000 một cái. Thanh sale cho mấy chị luôn 3 cái 70.000. Size 34 Thanh còn size 34 nha mấy chị. Mấy cái này Thanh còn size 34 thôi. Thanh hết size. Hết size lớn rồi, còn size nhỏ thôi, size 34. 3 cái 70.000. Áo ngực su nha mấy chị. À, áo ngực su không có rộng nha, áo không rộng. 25.000 một cái, 3 cái 70. Rồi Thanh xuống like nha mấy chị ơi, 9 giờ rồi. À, Thanh ngày mai là Thanh like dép nha. Ngày mai là 9 giờ hoặc 9 giờ rưỡi sáng gì đó là Thanh sẽ like dép đồng giá 29.000 cho mấy chị mua nha. Đơn là Thanh sẽ giữ lại ngày mai rồi cái Thanh like dép xong rồi cái Thanh chốt đơn luôn ha. Còn chị nào mà chưa đủ đơn thì Thanh đem đi về tiệm Thanh rồi Thanh bán, Thanh chốt tiếp. Rồi Thanh chào mấy cục vàng nha.